Mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và cũng như là cập nhật cái tính năng mới mà Zalo vừa mới cập nhật cho chúng ta ở trên cái ứng dụng nhắn tin Zalo nha. Đó chính là cái tính năng mà chúng ta có thể là rời nhóm trong im lặng. Các bạn biết là trên cái ứng dụng Zalo hay là trên cái ứng dụng nhắn tin Messenger thì chúng ta có một tính năng, đó là chúng ta có thể là trò chuyện nhóm. Các bạn có thể thành lập một cái nhóm phục vụ cho công việc hoặc là giải trí nào đó, tùy thuộc vào cái mục đích của các bạn. Các bạn sẽ thêm những cái thành viên vào cái nhóm đó, và khi người ta chấp nhận tham gia cái nhóm đó thì các bạn có thể là vào cái nhóm đó và trò chuyện với nhau, gửi những tin nhắn như này. Thì khi mà một người ở trong cái nhóm đó gửi những cái nội dung tin nhắn ở trên vào cái nhóm chung thì tất cả mọi người có trong cái nhóm đó sẽ đọc được cái nội dung và có thể là cùng nhau trả lời, cùng nhau thảo luận. Như vậy thì nó rất là tiện trong công việc, giống như là chúng ta học tập theo một nhóm nào đó. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều lý do khi mà chúng ta không muốn tham gia cái nhóm đó nữa, các bạn rời nhóm đi. Thì trước đây thì khi mà một thành viên ở trong nhóm rời nhóm thì những thành viên còn lại sẽ nhận được cái thông báo đó là cái người này đã rời khỏi cái nhóm đó, và những thành viên còn lại sẽ biết được là cái người này đã rời khỏi nhóm. Tuy nhiên thì mới đây thì Zalo đã bổ sung cho chúng ta thêm một cái tính năng mới, đó là có thể là rời nhóm trong im lặng. Có nghĩa là khi mà chúng ta kích hoạt cái tính năng này lên thì mỗi khi mà chúng ta rời khỏi cái nhóm mà chúng ta tham gia thì những người thành viên còn lại sẽ không nhận được thông báo và họ sẽ không biết được là có người vừa rời khỏi nhóm đó. Để sử dụng được tính năng này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào cái nhóm các bạn đang tham gia, sau đó các bạn bấm vào biểu tượng ba gạch. Ở đây thì các bạn sẽ kéo lên chọn là phần rời nhóm. Và sau khi mà các bạn chọn là phần rời nhóm rồi thì lúc này nó sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái lựa chọn như sau. Các bạn có thể lựa chọn đó là rời nhóm trong im lặng. Có nghĩa là chỉ có trưởng nhóm và phó nhóm biết được là bạn rời nhóm, các bạn kích cái phần này lên. Thì như vậy thì các bạn sẽ rời khỏi nhóm này mà những thành viên còn lại sẽ không biết được và sẽ không nhận được thông báo là chúng ta đã rời khỏi cái nhóm này, và chỉ có những cái người trưởng nhóm, cái người mà lập ra cái nhóm đó hoặc là phó nhóm sẽ biết được là chúng ta rời khỏi nhóm. Tiếp theo thì các bạn có thể là chặn thêm vào nhóm này bằng cách là chúng ta sẽ kích hoạt vào đây, thì những cái người mà sau khi mà chúng ta rời khỏi cái nhóm đó thì sau này thì họ sẽ bị chặn cái tính năng đó là mời chúng ta quay trở lại cái nhóm cũ mà chúng ta đã rời đi. Và nếu như các bạn muốn rời, các bạn chỉ cần nhấn vào cái phần đó là rời nhóm, như vậy là xong. Các bạn có thể là thực hiện được cái việc đó là rời nhóm ở trong im lặng ở trên cái ứng dụng Zalo của chúng ta nha. Rồi, và trên đây là mình đã giới thiệu các bạn một cái tính năng mới giúp chúng ta thấy là rời nhóm ở trong im lặng trên cái ứng dụng Zalo vừa mới cập nhật cho chúng ta. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và cũng như là hữu ích cho các bạn.